quý vị đang đến với bản tin 18 giờ tối của Việt Nam Top News. Đây là nơi cập nhật những tin tức nóng nhất trong ngày, trong nước và thế giới. Bản tin sẽ được phát sóng vào các khung giờ 6 giờ, 12 giờ 30 và 18 giờ hàng ngày trên kênh Việt Nam Top News. Và tôi là Kim, người sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin tối nay, ngày 23 tháng 8, 2020. Italy lần đầu ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm nCoV sau 3 tháng. Ấn Độ thực hiện 1 triệu xét nghiệm COVID-19 một ngày. Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ suy thoái nếu ông Biden đắc cử. Ngân hàng thanh lý ô tô dưới 200 triệu đồng một chiếc, không hề ngon ăn. Bất ngờ với trào lưu đặt tên con theo nơi bố mẹ gặp nhau lần đầu. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin về COVID-19 trên thế giới. Theo báo cáo, ngày 22 tháng 8, Italy đã có 1.071 ca nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24 giờ, vượt mức 1.000 ca nhiễm trong ngày đầu tiên kể từ tháng 5. Đây là một trong những nước thuộc châu Âu bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nặng nề nhất. Tưởng chừng đã kiểm soát được dịch bệnh từ tháng 4, thế nhưng một tháng quay trở lại đây, số ca nhiễm tại nước này đã tăng mạnh trở lại. Còn nhớ trước đó, ngày 12 tháng 5, Italy ghi nhận 1.402 ca nhiễm, sau đó cách ly các hàng quán, cửa hàng trong 10 tuần. Tuy nhiên, một tháng qua, số ca nhiễm nCoV tại nước này đã tăng mạnh trở lại khi nhà chức trách nới lỏng các biện pháp kiểm soát. Mặc dù số ca nhiễm tăng, số ca tử vong mỗi ngày được kiểm soát thường giữ ở mức một con số. Ngày 22 tháng 8 chỉ ghi nhận 3 ca tử vong so với 9 ca vào ngày 21 và 6 ca vào ngày 20 tháng 8. Thành phố Rome đang tái áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn xu hướng tăng số ca nhiễm gần đây, đóng cửa các câu lạc bộ đêm và sàn nhảy disco, bắt buộc đeo khẩu trang vào ban đêm và các không gian công cộng. Tính đến ngày 23 tháng 8, thế giới có trên 23 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 800.000 người tử vong và 14 triệu người hồi phục. Hôm qua ngày 22 tháng 8, Ấn Độ thông báo quốc gia này đã đạt mốc 1 triệu xét nghiệm COVID-19 trên ngày. Đây là mức cao nhất trên thế giới ngoài Trung Quốc và hiện cao hơn cả Mỹ. Ấn Độ tới nay đã ghi nhận hơn 2,8 triệu ca bệnh COVID-19, đứng thứ 3 thế giới chỉ sau Brazil và Mỹ. Tuy nhiên, số người chưa khỏi bệnh, 685.000 người, chỉ chiếm chưa tới 1/4 tổng số ca bệnh đã ghi nhận. Theo báo cáo của Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ, tỷ lệ phục hồi của Ấn Độ cũng đang tăng lên mức 74,3%. Thủ tướng Ấn Độ Modi đã kêu gọi tăng nhanh số xét nghiệm lên 1 triệu chỉ 2 tuần trước. Theo hãng tin Reuters, nghiên cứu phân tích 270.000 xét nghiệm kháng thể trên toàn Ấn Độ nhận thấy có trung bình 26% người dân phơi nhiễm với virus corona. Tại Mumbai, người ta đã thấy 57% cư dân sống ở các khu nhà ổ chuột đông đúc đã phơi nhiễm với virus corona. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp vừa có thông báo về việc dừng hoạt động của bến phà Cao Lãnh kể từ 0 giờ ngày 24 tháng 8. Như vậy, đến nay bến phà trăm tuổi nối đôi bờ sông Tiền này đã hoàn thành sứ mệnh đưa người dân hai bên bờ lưu thông. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, khi phà Cao Lãnh ngừng hoạt động, sẽ tận dụng dàn cầu dẫn và phao nổi để thi công phà Hồng Ngự, Tân Châu phía bờ Hồng Ngự. Ngoài ra, sắp tới, sở sẽ đấu thầu đầu tư một bến đò nhỏ lấp vò Cao Lãnh để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Mặc dù cầu Cao Lãnh đã đi vào hoạt động từ năm 2018, nhưng phà Cao Lãnh vẫn được duy trì hoạt động song song. Vào đêm nay, thì phà Cao Lãnh sẽ chấm dứt hoạt động của mình, chắc chắn sẽ để lại một phần tiếc nuối với những hành khách có thói quen cũng như nhiều kỷ niệm với bến phà. Những ngày qua, đã không ít người quay lại đi phà và đánh dấu lần cuối cùng trên chuyến phà nối đôi bờ sông Tiền. Nhiều ngân hàng tiếp tục thanh lý lượng lớn xe ô tô trong thời gian gần đây, trong đó có hàng loạt xe được thanh lý với giá dưới 200 triệu đồng, thậm chí chỉ từ 60 triệu đồng. Tuy bảng giá bán thanh lý ô tô mà ngân hàng đưa ra dù thấp hơn giá thị trường, nhưng thủ tục giải quyết phức tạp, chất lượng chưa thể đảm bảo. Đơn cử như ngân hàng VB Bank rao bán tới 90 chiếc xe ô tô, ngân hàng VIB cũng rao bán 69 phương tiện vận tải, ngân hàng Techcombank thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo là 30 ô tô. Theo ông Trần Việt Chính, chủ một cửa hàng xe ô tô cũ ở Hà Nội cho rằng, giá xe thanh lý mà các ngân hàng đang đưa ra dù có thấp hơn giá chung của thị trường, nhưng lại có nhiều thủ tục giải quyết phức tạp hơn. Ngoài ra, còn có thể xuất hiện tranh chấp giữa chủ xe và ngân hàng, dễ nảy sinh hệ quả pháp lý, nên sau đó sang tên đổi chủ rất khó khăn. Ông Chính cho rằng, xe ô tô bị ngân hàng thu hồi thường là không được sàng lọc kỹ càng về mặt chất lượng. Trong đó, có cả những chiếc xe kém chất lượng, người vay đã sử dụng nhưng không giữ gìn, sửa chữa, thậm chí trong đó có cả những xe đã từng bị ngập nước mà vẫn bị thu hồi. Ngày 23 tháng 8,
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ ông Dương Văn Long, 40 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật kiến trúc xây dựng Hoàng Long, trụ sở ở phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ về việc vẽ dự án ma để thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng. Theo thông tin trước đó, vào năm 2019, công ty Hoàng Long đã vẽ nhiều dự án ma trên địa bàn phường Hắc Dịch và xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, rồi bán đất phân lô cho khách hàng bằng hình thức hợp đồng đặt cọc đất nền. Hàng chục khách hàng đã hợp đồng đặt cọc từ 30% đến 50% trị giá cho mỗi lô đất, mỗi lô là khoảng 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền đặt cọc của khách hàng, giám đốc công ty Hoàng Long hứa sẽ bàn giao sổ đỏ, nhưng sau đó thì lấy nhiều lý do khác nhau để không đưa sổ đỏ cho các khách hàng. Theo thông tin từ đài RT, Nga vừa thực hiện cuộc khảo sát về số lượng người đồng ý tiêm vaccine COVID-19 do Nga sản xuất. Theo đó, chỉ có 42% số người đồng ý tiêm vaccine, số còn lại chưa có quyết định hoặc tỏ ra nghi ngờ về sản phẩm này. Trong khi đó, người đứng đầu quỹ đầu tư trực tiếp Nga nói rằng hàng chục nước trên thế giới quan tâm đến vaccine Sputnik V và đã đặt trước 2 tỷ liều từ thời điểm Nga công bố. Nhiều người nhận định đây là trường hợp thú vị để hiểu được ý kiến của xã hội hiện nay. Hầu hết mọi người đều không muốn bị nhiễm COVID-19, nhưng đa số lại nghĩ rằng vaccine Sputnik V là sản phẩm cây nhà lá vườn, chưa được chứng minh an toàn nên có phần dè chừng. Vaccine Sputnik V được Nga công bố hôm 11 tháng 8 là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được cấp phép để đưa vào sản xuất trên thế giới. Dự kiến Nga sẽ tiêm chủng đại trà từ tháng 1 năm 2021. Trước đó, vaccine sẽ được tiêm cho các nhân viên y tế và giáo viên ngay trong năm nay. Được biết, hiện tại vaccine này vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm, giai đoạn 3. Việc Nga công bố cấp phép đã khiến giới khoa học gia và chính trị phương Tây tỏ ra nghi ngờ. Ông Trump đang tiếp tục công kích đảng Dân Chủ, vẽ ra một viễn cảnh tăm tối nếu đối thủ của ông là ông Joe Biden của đảng Dân Chủ đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử tới. Trong khi đó, Hội đồng Chính sách Quốc gia Mỹ cho biết có thể kết quả bầu cử ngày 3 tháng 11 sẽ chậm vài tuần, thậm chí là vài tháng. Trong bài phát biểu hôm 21 tháng 8, Tổng thống Trump đã vạch ra loạt thành tựu chính quyền của mình, trong đó có việc xây dựng vài km bức tường biên giới với Mexico, rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, làm sống lại ngành công nghiệp dầu khí Mỹ, cắt giảm thuế. Ngoài ra, ông cũng chỉ trích ông Biden và cáo buộc đảng Dân Chủ chống lại quyền sở hữu khí tài theo hiến pháp, tìm cách bãi bỏ cảnh sát và xé nát nước Mỹ. Do đại dịch COVID-19, một lượng lớn cử tri ở Mỹ dự kiến bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 tới. Theo AFP, viễn cảnh về việc kiểm 50 triệu phiếu bầu qua thư làm dấy lên lo ngại về những thách thức pháp lý có thể làm trì hoãn kết quả cuộc bầu cử năm nay. Đội Bayern Munich và Paris Saint-Germain đụng độ nhau trong trận chung kết Champions League diễn ra vào lúc 2 giờ sáng mai, ngày 24 tháng 8 giờ Việt Nam, tại Lisbon. Nhưng ở phía bên kia địa cầu, họ cũng tham gia vào một cuộc cạnh tranh khác. Câu lạc bộ Bayern Munich cho biết sẽ có những bữa tiệc xem người hâm mộ của họ tại 30 thành phố của Trung Quốc. Đội Bayern Munich đã vô địch châu Âu 5 lần, gần đây nhất là vào năm 2013, nhưng họ nói rằng việc lọt vào trận chung kết Champions League lần này đã có tác động rõ ràng đến danh tiếng của đội bóng ở Trung Quốc. Trong khi đó, Paris Saint-Germain được xem là câu lạc bộ của thế hệ mới. Ông chủ người Qatar của Paris Saint-Germain cũng coi Trung Quốc là ưu tiên ngay từ ngày đầu tiên khi họ tiếp quản câu lạc bộ của Pháp gần một thập niên trước. Những người hâm mộ Trung Quốc của Paris Saint-Germain, nhiều người mang áo đấu in tên ngôi sao người Brazil Neymar trên lưng và hy vọng sẽ thấy câu lạc bộ này lần đầu tiên giành chức vô địch Champions League. Đặt tên cho con một cách ấn tượng không phải là trò lưu mới trên mạng, thế nhưng mỗi lần rộ lên lại là một pha tấu hài đỉnh cao. Cư dân mạng liên tục cho rằng cú hích với sự hài hước cực đỉnh, không ngại trổ tài với những cái tên vô cùng bá đạo. Mới đây, hội các bố mẹ bỉm sữa lại tiếp tục bất ngờ tạo nên hot trend mới. Đó là thử đặt tên con theo nơi mà bố mẹ của chúng gặp nhau lần đầu tiên. Điều này thì bố mẹ nào có lẽ cũng còn nhớ rõ, kỷ niệm khó quên vậy cơ mà. Thế là chẳng cần phải nhờ ai tư vấn nữa. Hưởng ứng trào lưu này, hội bỉm sữa đã vô cùng rôm rã thử đặt tên con cho mình. Cũng từ đây, hàng loạt cái tên cực lạ ra đời khiến mọi người một phen cười đau ruột như Trần Đức Bùng Binh, Nguyễn Chân Gà Nướng, hoặc thậm chí là Lương Thị Facebook, Nhữ Trần Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Bên cạnh những cái tên hài hước khó đỡ, thật ra chúng ta cũng hoàn toàn có thể đặt cho con những cái tên hay và ý nghĩa dựa theo địa điểm mà bố mẹ đã gặp nhau lần đầu tiên. Chẳng hạn nếu cùng gặp nhau ở Huế, nơi có dòng sông Hương thơ mộng, thì có thể đặt tên cho con gái là Hương Giang. Cũng có gặp vợ chồng quê ở Thái Bình nhưng cùng làm việc ở Hải Phòng, khi sinh con đã đặt tên bé là Hải Bình. Nếu là bạn, bạn sẽ muốn đặt cái tên nào cho con mình?
Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 18 giờ trên kênh Vietnam Top News của chúng tôi xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 6 giờ sáng mai.